các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị khách quý. Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2018, trong tiết thu thanh bình của mảnh đất Thanh Hóa quê hương thân yêu, chúng tôi hân hạnh được chào đón quý vị đại biểu, các quý vị khách quý đến dự lễ khai trương công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Đức Ý. Xin gửi đến quý vị đại biểu, quý quan khách, quý thầy cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho buổi lễ khai trương diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi đã